hiệu quả mang lại cho mình là chị cảm nhận như thế nào ạ? Ồ, chị cảm thấy rất là hài lòng nè. Sau khi mà làm xong cái dịch vụ, chị thấy là cái nếp nhăn nè của chị nó được cải thiện, đặc biệt là cái rãnh cười của chị nè, với lại cái cơ hàm á nó cũng được săn chắc, nó mịn màng hơn. Chị cảm thấy là rất là ưng ý. Dạ, tất cả chúng ta đều xinh đẹp, chúng ta chỉ cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn thôi, thì một ngày, hai ngày, ba ngày mình sẽ lại càng đẹp hơn. Vậy sau khi mà làm liệu trình trẻ hóa da, chị có ưng ý rồi thì chị có muốn chia sẻ cái vấn đề gì đó với lại khán giả của BB không? Theo chị nghĩ đàn ông người ta đó xem phụ nữ làm như một cái quyển sách vậy đó. Nếu mà cái trang bìa đó nó không được đẹp thì người ta không có buồn để mà lật sang những cái trang khác nữa. Thì theo chị nghĩ là chúng ta cũng đừng cái diện lý do này nọ để mà là bỏ bê bản thân mình, của mình để mà đến cái thẩm mỹ viện để chăm sóc bản thân, chăm sóc bản thân mình càng hoàn hảo hơn, đẹp hơn trong mắt mọi người, trong mắt chồng của mình. Dạ đúng rồi đó chị, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng vì bất kỳ lý do nào hết mà trở nên là đối xử không tốt với bản thân của mình. Cả nhà mình nhớ nha, phụ nữ chúng ta luôn xinh đẹp, mãi mãi xinh đẹp. Và khi cả nhà mình ghé đến BB Thanh Mai thì BB sẽ là nơi lựa chọn đúng đắn để cho cả nhà mình lưu giữ nét thanh xuân của mình. 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Và cả nhà mình sẽ được thăm khám da miễn phí với bác sĩ nữa. Nhớ nha, inbox ngay cho BB Thanh Mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi livestream tiếp theo ạ.